Rồi xin mời Thu Lại lên song ca nghe. Thu Lại xong rồi tới anh Mr. Quỳnh xong rồi tới anh Hoàng Tiến nha. Rồi mới tới của bạn bạn gì anh Trí gửi cho Hân Lê đó. Tại vì Hân Lê hát theo thứ tự. Mọi người chờ tí xíu nha, Hân Lê sẽ hát hết cả nhà mình. Tại vì anh Minh Tiến với anh Peter là hôm nay có đăng ký hết nên tự tìm kênh. Hai anh đó không có bình luận kênh. Nhưng vô nãy giờ cũng lâu lắm. Mười Bình ơi, bình luận kênh đi, anh Trí sẽ lấy gửi ra cho Hân Lê à. Bà con cô bác ơi, có ai biết vợ của chồng tôi ở đâu, xin làm ơn chỉ giúp cho hai người gặp nhau để anh thành thương khi thấy dốc dáng đều tuyệt
chuyện làm quen, chắc chị giá áo rồi chồng. Mà anh đâu, sao tôi không thấy? Dạ anh cưới vợ lâu rồi nhưng tôi vẫn cứ thương, vì phận làm trai chứ yêu nặng hơn tình. Dì ơi, dì ơi, cái phận đàn bà của chúng mình khó sao mà khổ vậy. Rồi, chị thì trọn đời cái cầm xào trên dòng sông kỷ niệm. Tôi chính là người được má cưới về làm vợ. Giờ chờ em trai biết tiếp mà tôi có hạnh phúc tiếp gửi kênh giao lưu chị nha. Bởi tới tới anh không quên được người tình của không thể như gì. Cũng nhiều đêm tôi không ngủ, mong gặp gì một lần là được nói vài câu. Khi sống hai người chẳng được gần nhau, khi nào trăm tuổi ta thỉnh đi về về nằm cạnh ảnh cho có mà. Còn tôi sắp nhỏ sẽ đưa tôi về quê ngoài chung tình nơi sinh ra lại chung tình. Cảm ơn Lại Nguyễn nha đã gửi bài hát Khăn Ly giao lưu.